Đào tạo mới mẻ tại Việt Nam đó là khóa đào tạo doanh nhân theo mô hình quân đội khép kín được tổ chức bởi Học viện CEO Việt Nam và Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội trực thuộc Bộ Công Thương, đang là một mô hình thu hút được rất nhiều sự chú ý. Mô hình đặc biệt như trong quân đội. Khó khăn khi xin việc, thậm chí là thất nghiệp sau khi ra trường đã và đang là tình trạng mà nhiều sinh viên gặp phải. Nguyên nhân được cho là do cách học tập thụ động, nặng về lý thuyết và thiếu kỹ năng mềm. Đã có nhiều giải pháp cho bài toán này, trong đó mô hình nhà trường kết hợp với doanh nghiệp để cho sinh viên thực hành ngay trong khóa học đang mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam sáng nay đã tổ chức tuyển dụng gần 60 doanh nghiệp ở các vị trí công việc khác nhau trong chương trình kết nối doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự. Từ năm nhất, học viên đã được truyền thụ kiến thức kinh doanh thực tiễn từ 100% doanh nhân. Sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện thì học viên đã có 2 năm kinh nghiệm và kỹ năng đảm nhận các vị trí công việc khác nhau và được bố trí việc làm đúng theo chuyên môn ngay từ năm thứ 2. Lễ ký kết hợp tác về việc triển khai và áp dụng chương trình đào tạo huấn luyện giữa Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam và Trường Cao đẳng Công nghệ Thương mại Hà Nội đã được diễn ra. Sự kiện ký kết thỏa thuận hợp tác đã mở ra nhiều bước tiến mới trong vấn đề đào tạo, huấn luyện, giúp sinh viên được tiếp cận với môi trường học tập chuyên nghiệp gắn liền với nhu cầu sử dụng lao động thực tiễn của doanh nghiệp. Đặc biệt sẽ giúp sinh viên được đi làm ngay từ năm 2 và đến năm 3 được bố trí việc làm. Áp dụng một số biện pháp quản lý duy trì kỷ luật của quân đội trong giảng dạy huấn luyện chủ doanh nghiệp. Đây là mô hình còn khá mới ở Việt Nam. Trường Doanh nhân CEO Việt Nam đã bắt đầu áp dụng mô hình này vào chương trình đào tạo chủ doanh nghiệp tương lai và được kỳ vọng sẽ cho những kết quả rất tích cực. Với mô hình này, các sinh viên theo học tại trường sẽ được thiết lập lịch trình một ngày từ 5 giờ 30 phút sáng đến 22 giờ 30 phút tối để rèn luyện thói quen tốt, kỷ luật tốt, hành động tốt để hướng tới toàn diện 3 yếu tố thân, tâm, tuệ. Rèn thân kỷ luật, tâm yêu thương và tuệ khai phóng. Đăng ký ngay hôm nay để có cơ hội nhận học bổng trị giá hàng chục triệu đồng. Chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1800 577722 nhánh 1 2.